kế hoạch mới của Tổng thống Biden có thể bắt buộc 2 phần 3 công nhân Hoa Kỳ tiêm vaccine hoặc là xét nghiệm COVID. Tổng thống Joe Biden sẽ yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải tiêm vaccine COVID-19 và Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ ban hành quy định yêu cầu các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên phải cho công nhân của họ tiêm phòng hoặc là xét nghiệm hàng tuần. Các biện pháp mới sẽ ảnh hưởng tới khoảng 2 phần 3 tổng số nhân viên Hoa Kỳ. Đây là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn tích cực hơn nhằm đưa người Mỹ tiêm chủng trong bối cảnh gia tăng số ca COVID-19 từ biến thể Delta. Theo kế hoạch của Tổng thống Biden, chính quyền cũng sẽ yêu cầu tiêm chủng cho hơn 17 triệu nhân viên y tế tại các bệnh viện và các cơ sở khác tham gia vào các chương trình xã hội Medicare, Medicaid cho người Mỹ nghèo, tàn tật và lớn tuổi. Yêu cầu tiêm chủng mới được áp dụng cho khoảng 100 triệu công nhân, tức là khoảng 2 phần 3 tổng số công nhân ở Hoa Kỳ Ngoài ra, chính quyền có kế hoạch tăng cường khả năng xét nghiệm virus. Biden sẽ sử dụng quyền hạn của mình theo đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy ngành công nghiệp đẩy nhanh quá trình sản xuất các thử nghiệm. Các nhà bán lẻ lớn bao gồm Walmart, Amazon và Kroger sẽ bán các bộ xét nghiệm với giá gốc trong 3 tháng tới, làm cho chúng có giá cả phải chăng hơn. Các công đoàn liên bang đề nghị vào hôm thứ Năm rằng họ sẽ chấp nhận lệnh bắt buộc tiêm chủng. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, bất chấp một chiến dịch toàn diện của chính quyền Biden kêu gọi tất cả những người Mỹ đủ điều kiện đi tiêm vaccine miễn phí, chỉ hơn 53% người Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ. Các kế hoạch phục hồi sau COVID của Nhà Trắng và sự phục hồi nền kinh tế dự kiến của Hoa Kỳ dựa trên phần lớn những người Mỹ đủ điều kiện được tiêm chủng trong năm nay. Thế nhưng vấn đề sức khỏe cộng đồng đã bị chính trị hóa một nhóm thiểu số lên tiếng tư chối các lệnh tiêm chủng và đeo khẩu trang cho rằng chúng là hành vi xâm phạm quyền cá nhân.